Xin chào các bạn. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách ươm hộp bắp nếp và hạt điên điển. Cái cách ươm hạt điên điển thì nó cũng tương tự như ươm các loại hạt nhỏ như là hạt ớt, hạt cải và hạt rau muống nữa. Nhưng mấy cái loại hạt đó thì mình sẽ làm những cái video khác. Các bạn nhớ đón theo dõi nhé. Cái loại butter mix này, cái hạt nó hơi to, cho nên mình dùng để lót bên dưới để cho hạt nó khỏi lọt ra khỏi cái lỗ. Trước tiên mình sẽ trải một lớp ở dưới. Sau khi trải xong, mình sẽ lấy ngón tay mình sơm mấy cái lỗ như gì, sau đó mình sẽ rải cái hạt lên. Đối với những loại hạt nhỏ như hạt điên điển, hạt ớt thì chúng ta chỉ cần ngâm một đêm thôi, còn hạt bắp thì chúng ta có thể ngâm 2-3 đêm. Vì mình có hai loại bắp nếp khác nhau, một cái là bắp nếp trắng của Việt Nam, cho nên mình sẽ ươm cái gốc bên đây. Còn cái loại bắp nếp Thái Lan nó có màu tím, màu đen, màu trắng lộn xộn trong một trái bắp. Mình sẽ ươm một bên riêng biệt để sau này mình dễ lấy giống. Vì mang bao tay rất là khó muốn lấy cái hộp, cho nên mình mở bao tay ra. Các bạn có thể lấy cái muỗng nhỏ hoặc là cái gì đó có thể múc dễ dàng. Hộp bắp nếp này mình có thể ươm một lỗ một hộp, hoặc là một lỗ hai hộp vẫn được. Hai hộp thì nó có thể dễ dàng thủ phấn hơn. Bước tiếp theo mình sẽ lấy cái loại Sea and Cutting Racing Mix này để mình che mấy cái hạt giống lại để cho nó giữ ẩm và giữ nước cây cho hộp. Mình chỉ cào nhẹ nhàng qua cái bề mặt của cái hộp thôi, chứ mình không nên lấy cái tay hoặc là cái cây gì mình gõ bập xuống là không có tốt. Tại vì khi mình gõ như vậy á là nó sẽ đè đầu mấy cái cây lại. Ủa, mấy cái hộp chứ. Là mấy cái hộp nó khó đội đầu lên là nó sẽ bị thúi hộp. Kéo nhẹ ngang thôi chứ mình đừng có đập như vậy là không được, mình chỉ kéo ngang thôi. Đập như vậy thôi là nó ém cái đầu mình lên đội lên nữa. Bắp thì nó lên ok. Thì cái hộp bắp nó bự với cái cây này. Cái mầm bắp nó lớn. Cái mầm bắp nó lớn. Thì nó đội lên không sao, còn mấy cái mầm mà nhỏ đập gì là xong luôn. Mà khi mình ươm giống là mình không có nên để trực tiếp với nắng quá là nó
tổng hộp luôn, nó luộc hộp luôn, cho nên mình để trong cái bóng vừa mất mát là ví dụ có lưới che thì lưới che khoảng 50% nắng mặt trời, lại hạn chế nắng mặt trời vô nhiều quá. Đây là cái cách thứ hai, nếu như mình ăn thẳng chỗ này mình chỉ thực tập cho các bạn coi thôi, chứ chỗ này là chỗ mình trồng cái bắp, chứ không tắc thì có trồng mớ rau, nên mình chỉ cái tắc là cái hạnh á, miền Nam có cái hạnh đó. Nếu như mình ương thẳng cái hộp bắp xuống đó, mình xuống đất luôn, thì cái này nó có cái lợi là khi mà rễ ra là nó sẽ rất là, cây bắp nó rất là mạnh, nó ăn thẳng luôn. Còn khi mình chuyển đổi từ cái cây hồi nãy á, cái cây hồi nãy mà qua xuống đất á, thì có thể là cây bắp nó cũng cái rễ nó quắn vòng trong cái đó, là cái rễ nó không tốt, có khi là cây bắp nó mất sức. Như vậy á, cây bắp nó sẽ không bị mất sức. Sau đó mình bỏ xuống nhị, xong mình lấy cái bắp mix mình rải lên, xong cái mình tưới nước là khoảng 3 ngày sau là nó sẽ lên. 2-3 ngày là chứ không cần 3 ngày, tối đa là 3 ngày. Bây giờ mình làm như vậy, mình tưới nước là 3 ngày sau mình sẽ quay cái video khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Chúc các bạn thành công.